Xin chào, tụi mình là nhóm Bà Cõi Nước Việt. Trong playlist này, nhóm sẽ tóm lược lại toàn bộ lịch sử Việt Nam từ thời đồ đá cho đến thời kỳ đổi mới một cách ngắn gọn và dễ nhớ nhất để cho những ai không yêu thích lịch sử cũng có thể nắm được quá trình hình thành đất nước. Các bạn cùng đón xem và ủng hộ nhé! Bờ cõi nước Việt, phiêu lưu cùng sử Việt. Kết thúc thời nhà Lý với một cuộc chuyển giao quyền lực có 102. Trần Thủ Độ chỉ đạo để vua Lý Chu Hoằng lấy Trần Cảnh, để rồi sau đó hợp thức hóa sự lên ngôi của nhà Trần bằng việc buộc Lý Chu Hoằng nhường ngôi cho người chồng họ Trần. Cả hai bây giờ cũng chỉ là những đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng bị đưa ra làm công cụ cho quyền lực. Trong phần tóm lược lịch sử ngày hôm nay, Bờ Cõi Nước Việt xin gửi đến người xem nội dung sơ lược về thời nhà Trần. Nguồn gốc nhà Trần. Tổ tiên xa xưa của dòng dõi nhà Trần có nguồn gốc dân tộc Mân ở quận Tần Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa. Khu vực này thuộc Bách Việt khi Hán tộc chưa tràn xuống Trung Nguyên. Ông Trần Quốc Kinh từ Phúc Kiến sang nước ta. Lúc đó nhà Lý đang trị vì vào khoảng năm 1110, thời vua Lý Nhân Tông. Lúc đầu cư trú tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay, sống bằng nghề chài lưới trên sông nước. Trên đường làm ăn chuyển dần vào Hương Tức Mạc, huyện Thiên Trường, nay là vùng đất thuộc Thái Bình, Nam Định. Trần Quốc Kinh lấy vợ ở Tức Mạc, sinh ra Trần Hấp. Trần Hấp sinh ra Trần Lý. Trần Lý sinh ra Trần Tự Khánh và Trần Thừa. Trần Thừa sinh ra Trần Liễu và Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông sau này. Hiện nay, lịch sử vẫn còn một khoảng trống về cha của Trần Thủ Độ. Gần đây một số nhà sử học cho rằng Trần Hoàng Nghi chính là em của Trần Lý và là cha ruột của Trần Thủ Độ. Tuy nhiên, vấn đề này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và sự phản đối của con cháu họ Trần. Triều đại nhà Trần. Triều đại này khởi đầu khi Trần Cảnh lên ngôi vào năm 1225, sau khi được vợ là Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi. Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một tôn thất vai chú của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ nắm quyền. Chính Trần Thủ Độ đã âm thầm ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho cháu mình. Trong giai đoạn nắm giữ quyền lực, nhà Trần vẫn đông đô ở Thăng Long, kinh đô triều cũ, tiếp tục mở rộng và phát triển sự hưng thịnh có từ đời nhà Lý. Về chính sách chính trị, các hoàng đế nhà Trần cũng xây dựng bộ máy nhà nước hoàn thiện hơn so với nhà Lý. Họ tạo nên một hệ thống đặc biệt, trong đó các hoàng đế sẽ sớm nhường ngôi cho thái tử mà lui về làm thái thượng hoàng. Tuy nhiên vẫn cùng vị hoàng đế mới điều hành chính sự. Việc này được đánh giá là tích cực. Khi ngôi hoàng đế sớm có chủ, tránh được việc tranh giành ngôi vua từ triều đại nhà Lý trước đó. Và bản thân vị hoàng đế sẽ tiếp xúc và làm quen việc cai trị cho đến khi trưởng thành. Thời thịnh trị của nhà Trần bắt đầu từ thời vua Trần Thái Tông, trải qua thời Trần Thánh Tông năm 1258 đến năm 1278, Trần Nhân Tông từ năm 1278 đến năm 1293. Trần Anh Tông từ năm 1293 đến năm 1314, Trần Minh Tông từ năm 1314 đến năm 1329, đến vua Trần Hiến Tông từ năm 1329 đến năm 1341. Các vị vua ở thời này đều tài giỏi, anh minh, trong đó Trần Thái Tông lãnh đạo nhân dân chống lại quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đã cùng nhau lãnh đạo đánh tan hai lần quân Nguyên Mông. Các vua trong thời kỳ này coi trọng luật pháp và coi trọng người tài, người đức độ. Thời kỳ suy vong của nhà Trần bắt đầu từ thời vua Trần Dụ Tông. Trần Dụ Tông ăn chơi sa đọa, không có con nối dõi, nên lập Nhật Lễ, một người ngoại tộc làm vua. Nhật Lễ kém tài, kém đức, lại có ý định đổi sang họ tộc của mình là Dương, nên khiến quần thần vô cùng bất bình. Trần Vũ là anh của Dụ Tông đã hợp mưu phế truất Nhật Lễ để lên ngôi hoàng đế, tức Trần Nghệ Tông. Năm 1372, Nghệ Tông nhường ngôi lại cho em là Trần Kính, tức Duệ Tông, rồi lui về làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1377, vua Duệ Tông thân chinh dẫn 12 vạn quân đánh nước Chiêm Thành. Do khinh thường quân địch nên vua đã rơi vào bẫy phục kích mà tử trận. Thái Thượng Hoàng Nghệ Tông thương tiếc nên lập Trần Hiện là con của vua Duệ Tông làm hoàng đế, tức Trần Phế Đế. Lúc này, bên trong, thế lực của Hậu Hồ đang rất lớn mạnh. Bên ngoài phía Nam có giặc Chiêm Thành, phía Bắc có giặc Minh. Vì Phế Đế biết được giả tâm của Hồ Quý Ly nên âm thầm tìm cách trừ khử. Quý Ly biết được bèn xuôi với Thượng Hoàng Nghệ Tông.
Nghệ Tông nghe lời phế bỏ phế đế, rồi đưa con út của mình là Trần Ngung lên ngôi, tức Trần Thuận Tông. Thuận Tông tuổi nhỏ, nhu nhược nên mọi quyền hành đều tập trung vào tay của Hồ Quý Ly. Sau khi giết được vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga thì mặt trận phía Nam xem như tạm ổn, nhưng nội loạn bên trong xem ra càng ngày càng hỗn loạn. Năm 1398, Hồ Quý Ly ép vua Thuận Tông nhường ngôi lại cho con nhỏ mới được 2 tuổi là Trần An, tức Thiếu Đế. Hậu Hồ ép Thuận Tông đi tù và đã cho người theo để ám sát. Thiếu Đế tuổi còn quá nhỏ nên Hậu Hồ từ đó tung hoành trong triều. Thiếu Đế ở ngôi được 1 năm thì bị ông ngoại là Hồ Quý Ly cướp ngôi. Từ đó chấm dứt 175 năm cai trị của nhà Trần.